tuổi thơ của em khá là hạnh phúc. Khi có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, em được đầy đủ mọi thứ, kể cả về vật chất lẫn tinh thần. Nó vô lo vô nghĩ, và thật sự nó rất là êm đềm. Hồi bé hầu hết là từ những cái nhỏ nhặt nhất, là từ những cái buộc tóc, đi học, ăn uống như thế nào, đi tham quan hay là phải mặc váy, là đều là bố em lo cho em hết. Em còn nhớ ngày xưa mà bố em đi xe đạp đưa đón em đi học. Cái buổi trưa hôm ý khi mà bố em đón em về thì em mỏi chân ạ, trẻ con mà. Thì bố em vẫn bảo là không được để chân lên khung xe đạp, thì chỉ được dạng hai chân ra thôi, vì xe đạp thời xưa thì làm gì có cái để chân như bây giờ. Thì em mỏi, thế là em cũng không nói với bố em tự em để chân lên cái khung xe đạp ý. Thế là em bị kẹt vào nan hoa. Lúc ý là 12 giờ trưa, nắng đôi như thế, nhưng mà bố em đưa em về một phát, bố em lại phi xe đạp vào chợ để mua thuốc và về tự tay băng bó vết thương cho em. Và thật sự là từ trước đến nay, từ bé, khi mà bố em chưa mất, thì hầu hết tất cả các vết thương của em đều là bố em rửa và chăm sóc chúng. Thật sự là khi mà bố em chưa mất, em giống như một công chúa. Bố em bảo vệ em tất cả mọi thứ, nghĩa là không ai có thể làm tổn thương được em. Nhưng mà đến khi mà bố em mất thì em cảm thấy là cái bờ vai nó mất đi. Mẹ em thì đương nhiên là không thể bảo vệ được như là một người đàn ông trong gia đình. Thế nên là cũng có sự hụt hẫng. Biến động lớn nhất trong cuộc đời của em ấy là vào năm lớp 7. Sau khi bố em mất thì em vẫn còn các bác, các cô, thì em nghĩ là cháu thì ai chả sót. Chắc là các cô, các chú thì cũng sót mình như là nhà ngoại thôi. Nhưng mà ra không phải như thế. Có thể là có cái tình thương đối với em, nhưng cái sự ích kỷ của con người nó cao quá. Thế nên là có những cái chuyện mà không nên xảy ra, nó đã xảy ra. Trẻ con mà lúc nào cũng có cái suy nghĩ là khi xưa nếu như mà nó đã gặp một cái vấn đề gì đấy nó cực kỳ sốc, và nó đã mang cái thù hằn đấy trong người rồi, thì lớn lên nó rất là khó bỏ. Và từ đấy nó hằn sâu trong tâm trí của em là ngoài mẹ em và em trai em ra em không còn ai nữa. Khi mà bố em bị bệnh thì hầu hết là tất cả mọi tiền tài chính rồi là mọi thứ đều dồn hết vào để chữa bệnh cho bố em. Thì khi bố em mất xong thì mẹ em phải nghỉ đến 3-6 tháng. Thế nên là mẹ em mất chỗ đưa hàng. Đụng một phát thì kinh tế nó cũng giảm sút. Rồi là một mình mẹ em phải đi làm thay cho bằng cái sức của hai người cộng lại, nó đã vất vả hơn rồi. Nhưng mà chẳng ai biết điều đấy cả. Đến bây giờ em lớn, em mới bắt đầu nhận ra mẹ không bao giờ kể, và mẹ cũng không bao giờ thể hiện ra cho người ta thấy là tôi đang thiếu thốn, tôi đang không có đâu, tôi đang khổ lắm. Mẹ không bao giờ thể hiện ra cả. Cũng có thể là vì bọn em thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên là mẹ em đang muốn là làm tất cả mọi thứ, kể cả từ vật chất đến tình cảm, mẹ em bù đắp hết cho bọn em. Mẹ em không có thời gian dành cho bản thân. Kể cả bây giờ đến hiện tại, em có thể tự lo cho em rồi, nhưng mà mẹ em lúc nào cũng lo lắng là nếu như con làm thế này thì có tốt hay không? Con đi cái bước này nó có chắc chắn hay không? Con yêu người này, nó có hợp với con, nó có tốt với con hay không? Con đừng làm như thế. Có những cái lần mà em sai, em không nghe lời, mẹ em đánh em mà em khóc, mẹ em quay đi, em nhìn thấy mẹ em khóc. Những cái ngày như thế thì mẹ em không vui. Những cái đêm ấy mẹ em không ngủ. Và sau những cái buổi như thế thì em cảm thấy mẹ em già đi trông thấy luôn. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về cho che, và ánh mắt chứa chân bao điều nhiều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn, dòng nỗi chưa bao giờ lời than vãn. Bây giờ khi mà bọn em đã trưởng thành rồi, em trai em năm nay cũng thi đại học, bọn em có thể tự quyết định được bản thân, tự quyết định được công việc và tự đi. Có thể vấp ngã đấy, nhưng cái vấp ngã ấy sẽ làm bọn em trưởng thành hơn. Đến tận giờ phút này, em chỉ mong một điều là mẹ em hãy sống cho bản thân,
mẹ em đừng quá lo lắng về tất cả mọi thứ nữa. Kể cả con cái hay là tất cả mọi thứ xung quanh mẹ em đừng lo lắng nhiều nữa. Mẹ em thiệt thòi nhiều. Chờ tí, chờ tí, anh gọi cho mà. Alo, alo, mời chị Hoàng Thị Dung, thành viên phòng tập ra phía bên ngoài, có người cần gặp. Alo, alo, mời chị Hoàng Thị Dung, thành viên phòng tập ra phía bên ngoài, có người cần gặp. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi ạ? Mẹ đừng ngại nữa. Đây là lần đầu tiên và con nghĩ là nó cũng là một cái lần để rất là nhớ đối với hai mẹ con mình. Mẹ không phải ngại, mẹ đứng đây, hôm nay mẹ là nhân vật chính của chương trình này ạ. Mẹ đứng đây với con. 20 năm rồi, con chưa bao giờ con dành một cái bất ngờ gì cho mẹ cả. Lúc nào con cũng làm mẹ buồn. Là con biết là mẹ rất là ngại nhưng con nghĩ là mẹ hãy đón nhận những cái này từ con và từ tất cả những người bạn của con đang cố gắng giúp con để làm một cái điều gì đấy cho mẹ, cũng là một cái gì đấy để thể hiện tấm lòng của con. Hôm nay con mang đến đây một bài hát cùng với tất cả những người bạn của con để qua bài hát này cũng thể hiện những cái gì mà con muốn nói. Mẹ lắng nghe rồi nhé. Và ánh mắt chưa tràn bao điều lo lắng. Con của mẹ đã khôn lớn, mẹ của con càng già hơn. Giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn. Dẫu riêng còn bao điều mẹ nói với con thật nhiều, để gánh vác bao gánh chịu lần ai thấu hiểu. Dẫu khát khao đôi mình và ước muốn như vô hình, dành tất cả cho gia đình lặng yên công lý. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Từng bước tuyệt vời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người, thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi, mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, xin đừng lo nha mẹ ơi. Mẹ chỉ được hạnh phúc thôi suốt đời. Mẹ để tiến gần lên đây đừng với con nữa. Kể từ khi còn thơ bé, mẹ luôn vô về chở che và ánh mắt chưa tràn bao điều
hồn bao điều mẹ nói rồi còn thật nhiều để gánh và bao bằng chịu chẳng ai thấu hiểu. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất vả rồi. Người tốt trên đời là mẹ. Mẹ ơi, giờ con lớn khôn rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời. Mẹ tự hào sớm thôi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, ơi mẹ ơi, chị đừng lo nha mẹ ơi. Mẹ yêu ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ chỉ được hạnh phúc thôi suốt đời. Con cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả cô chú hôm nay đã chung vui cùng với cả mẹ con ạ. Hôm nay thì đúng là 20 năm rồi, con chưa dành được bất cứ một cái gì cho mẹ con cả. Con toàn để mẹ con phải suy nghĩ thôi. Đây là lần đầu tiên con nghĩ là con làm được một cái gì để ý nghĩa. Hôm nay mẹ hiện diện ở đây với con, cũng như là mẹ vừa nghe bài hát, mẹ nhìn cái background này. Hãy sống vì mình mẹ nhé, con không muốn gì hơn cả. Con biết là lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con, lúc nào mẹ cũng lo cho con là hôm nay con ra đường con làm sao, con ăn uống như thế nào. Mặc dù con 20 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ mẹ hết lo cả. Thậm chí là buổi trưa con ăn mì hay là con không ăn cơm thôi mẹ cũng lo, nhìn con gầy một tí thôi mẹ cũng lo. Mẹ có thể là không dành bất cứ một cái gì cho mình cả, nhưng mỗi khi con về, mỗi khi mà con ở nhà, mẹ sẽ làm tất cả mọi thứ, cái gì ngon nhất, cái gì tốt nhất để dành cho con. Bố mất đến bây giờ cũng là 8 năm rồi. Và từ khi con nhận thức được, con cũng chưa bao giờ con thấy mẹ dành một cái gì cho bản thân cả. Đến tận giờ phút này, con muốn là mẹ đừng quá lo nữa. Con biết là mẹ chịu nhiều thiệt thòi, con cũng biết là mẹ khổ như thế nào từ khi bố mất. Con muốn là từ bây giờ mẹ chỉ sống cho bản thân mình thôi. Mẹ đừng phí thời gian vào bất cứ một cái gì nữa. Mẹ đừng nghĩ xem người ta nói cái gì, người ta đang nghĩ cái gì về mình. Mẹ sống cho bản thân mình thôi. Mẹ cũng đừng lo lắng nhiều cho bọn con nữa. Bọn con lớn rồi, bọn có thể tự làm được. Và bọn con biết là sau lưng bọn con luôn có mẹ. Lên đây với con được không ạ? Có cái này con muốn dành tặng cho mẹ và con muốn là ngọc như bông hoa hướng dương này. Lúc nào mẹ cũng tươi cười, mẹ vui vẻ như thế. Con yêu mẹ nhiều. Bây giờ con cũng rất là bé đối với mẹ, mặc dù là lớn cho hỏi xong. Đối với mẹ, con cũng là một lòng chưa để chị hết năm.